Trong video này, kênh Kho Tư Liệu Xây Dựng, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một cái sàn thi công hai lớp sắt được bố trí lớp trên và lớp dưới so le nhau. Đây là cái hình ảnh thực tế ở ngoài công trình. Đây là cái hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận ở một công trình nhà phố mà công ty chúng tôi thi công xong cái phần cốt pha và sắt thép của cái sàn này. Thì đây là những cái cột đang được chúng tôi phủ bạc xung quanh để trong quá trình đổ bê tông nó không có giăng cái nước lên, nước bê tông lên làm bẩn cái sắt cột chờ. Rồi tôi đo cái kích thước của những cái ô sắt sau khi được hoàn thiện, thì khoảng cách của lớp trên và lớp dưới đều là A150. Sắt sàn này thì chính xác đó quý vị thấy, tôi đang đo là sắt sàn hai lớp phi 8 A150, lớp trên lớp dưới đều là phi 8 A150, nhưng chúng tôi bố trí so le nhau, tức là lớp trên và lớp dưới những cái sắt nó xen kẽ với nhau. Lớp trên và lớp dưới A150, tức là nếu mà chúng ta đo khoảng cách giữa hai cái sắt lớp trên và lớp dưới thì nó còn khoảng từ 7 đến 8 phân. Tức là nếu mà chỉ đo thì là 7 phân rưỡi á, nhưng nó có xê dịch đôi chút thì nó từ 7 đến 8 phân. Thì tôi sẽ nói cụ thể để quý vị hiểu. Chúng tôi bố trí so le hay là song song thì nó có khác biệt như thế nào, cũng như là ý nghĩa kỹ thuật nó sẽ như thế nào. Thì đây là một cái ô sàn này, ô sàn được bố trí. Quý vị thấy là những cái sắt lớp trên và lớp dưới nó xen kẽ vào nhau, hay gọi là bố trí so le. Tôi sẽ đứng ở cái góc sàn để tôi quay xung quanh. Sàn hai lớp thì lớp dưới được kê bằng đá hoa cương có bề dày là khoảng 2 cm, và chân chó thì bẻ khoảng 7 cm để chúng ta tạo cái lớp bê tông bảo vệ của cái đáy sàn và cái mặt trên sàn, nó khoảng từ 2 đến 3 cm là đảm bảo cái lớp bê tông bảo vệ cái cốt thép chịu lực. Thì cái bước cột của cái ô sàn là từ cái cột bên này nè, bên trái, đến cái cột bên phải. Còn cái dầm giữa đó thật ra chỉ là cái dầm phụ thôi. Dầm phụ thì được gác lên cái dầm chính. Dầm chính là những cái dầm xung quanh nó có cắt qua những cái cột thì gọi là dầm chính. Dầm phụ thì được gác lên dầm chính để chia cái ô sàn thôi. Thực ra cái dầm phụ đây sau này chúng ta sẽ xây một cái bức tường ngăn, thì chúng ta sẽ có xẻ cái dầm này để chúng ta sau này chúng ta xây cái tường ngăn nó chịu được cái lực tập trung của cái tường. Cái dầm của nhà này chúng tôi bố trí là 4 cây sắt chủ, 4 góc, và ở gối thì chúng ta tăng cường 3 cây sắt trên, còn ở bụng thì chúng ta gia cường 3 cây sắt ở lớp ở miền dưới. Thì quay lại sàn thì chúng tôi cũng giải thích trên cái phương diện uốn và nén kiểu như dầm như thế này. Thực ra thì sàn hai lớp được bố trí hai lớp để nó chịu được cái moment ở bụng, là tức là ở giữa cái ô sàn, như ở dầm thì ở giữa cái đoạn dầm, còn ở sàn thì sẽ là giữa cái ô sàn là moment ở bụng, còn moment ở gối là moment miền xung quanh cái ô sàn. Đây là dụ như đây là ô sàn vuông, gần như hình vuông, thì ở giữa như này, ở giữa đó tức là nó chịu moment ở bụng thì lớp dưới nó sẽ làm việc, còn ở viền xung quanh này, ở viền xung quanh này thì cái lớp sắt trên nó làm việc là chủ yếu, còn cái vùng ở giữa thì thật ra cái lớp sắt trên nó chỉ là cấu tạo để cho nó dàn nguyên cái mảng sắt sàn lớp trên nó được thẳng và đẹp thôi. Như quý vị thấy có những nơi người ta thi công là sẽ làm sắt mũ, tức là sắt mũ nó chỉ làm việc từ cái đoạn dầm đến khoảng 1/3 đến 1/4 nhịp thôi thì nó sẽ làm việc tốt nhất, còn ở giữa thì chúng ta bố trí để cho nó đẹp cái sàn, thật ra thì nó không có làm việc, mà cái lớp sắt dưới nó sẽ làm việc ở giữa sàn nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta cũng phải bố trí đầy đủ hai lớp, cũng như cái dầm, chúng ta phải bố trí lớp sắt trên ở bụng để nó cấu tạo nó ra cái chiều cao của cái dầm, và cái lớp sắt dưới
gối để nó tạo ra cái chiều cao của dầm. Cái chiều cao của dầm nó liên quan mật thiết đến cái điểm trung hòa để chúng ta tính được cái moment kháng uốn của cái dầm. Thì cái video này tôi hơi dùng nhiều cái từ thuật ngữ để chúng tôi giải thích vì sao chúng ta bố trí sắt sàn hai lớp và sắt sàn chúng ta bố trí sole hay song song, thì nó cũng chỉ là cái hình dáng thôi, chứ thực ra thì lớp sắt sàn trên và lớp sắt sàn dưới nó làm việc khác nhau. Chúng ta bố trí như thế này để chúng ta nhìn nó đẹp mắt, và hai lớp sắt chúng ta nhìn nó dày hơn. Đó, quý vị thấy chúng tôi đang quay ở góc này, chúng ta thấy sắt sàn rất là dày vì nó không có cái khoảng hở giữa hai cây sắt. Thay vì chúng ta bố trí song song là chúng ta đứng chúng ta nhìn thì nó sẽ có cái khoảng hở giữa hai cây sắt là khoảng 15 phân. Nó sắt sàn ở ô này thì 15 phân. Nhưng chúng ta bố trí sole thế này thì chúng ta nhìn sắt rất là dày. Cây sắt này cách cây sắt kia khoảng 7 phân đến 8 phân thôi, nên nhìn cây sàn rất là dày sắt. Những cây sắt nó sẽ bổ trợ cho nhau, chúng ta nhìn thấy rất là đẹp. Đó, thì trong video này thì tôi cũng giải thích nhiều cái từ ngữ thuật ngữ hơn về cái lĩnh vực xây dựng về sắt sàn. Thì sau này chúng tôi sẽ có làm những video với dạng đi sâu vào kỹ thuật như thế này để giúp quý vị hình dung hơn, hiểu rõ hơn về các cấu kiện cũng như là các cái chuyên sâu vào kỹ thuật xây dựng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cái video giới thiệu về một cái sàn sắt được bố trí sole như thế này. Quý vị nhớ đăng ký kênh để đón nhận những cái video của kênh Kho Tư Liệu Xây Dựng đăng lên hàng ngày để phục vụ quý anh chị.